chào tất cả các bạn. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn cách xén đào, gọi là cách xén dăm nửa cuối đấy. Thì hôm nay thực sự là cũng là vào cuối tháng 6 rồi. Thì tầm này cái đào bích thì nên tầm này là xén nửa cuối là đẹp nhất. Thì các bạn cũng nên để dăm này. Thời điểm này dăm cũng khá là đẹp rồi. Đây các bạn nhìn thế luôn. Dăm bên này cũng lá cũng rất là già rồi. Thì đây mình vừa đây cũng xén cho các bạn xem một cây này rồi. Nhưng mà cây này là gọi là nó cao quá thì trên ngọn nên mình phải chờ ghế để mình xén bởi nó quá cao. Thì bây mình sẽ xén thực tế cho các bạn xem một cây gọi là thấp thấp cho các bạn dễ nhìn nhá. Thì đây mình sẽ quay sơ xem để cho các bạn nhìn hình thức vườn đào nhà mình. Mình sẽ xén một cây để cho các bạn nhìn nhá. Đây các bạn xem nó nhiều kiểu dáng lắm, tùy theo những cái gọi là dáng form cây thôi mà mình chén thôi, chứ không phải cây nào cũng chén hình tháp như các bạn nhé. Đấy, nhìn form như này các bạn nhìn là bộ dăm này rất là to luôn, rất là đẹp. Như nứa này nó bật lên rất là khỏe. Về nhãn 5 giờ rồi. Đây mình thử xén cho các bạn xem một vài cây này để các bạn nhìn nhé. Còn bên này thì gọi là xén hình tháp thì nó không được hình tháp to lắm. Mình sẽ xén cho các bạn nhìn. Như với các bạn xén các cái đầu dăm này nó không được dập này. Thì nay mai là nó sẽ không mấy khi nó bị thối. Các bạn xén này không được dập các đầu dăm này nhá. Bình thường thì gọi là xén bằng gọi là kéo tay thôi, nhưng mà để mà xén kéo tay một vườn đào to này thì rất là lâu. Xén này này cho nó nhanh. Kéo cùn. Kéo này không mài cùn nhá. Đấy, gọi là hình tháp rồi các bạn. Sau khi xén xong thì các bạn thấy mà nó chưa tròn cây thì các bạn có thể sửa lại. Mũi. Nay mai kéo này cũng quá. Nghe nó hơi đấy. Quay về này. Cây đào nó hơi rộng này, khó nhìn. Nó chụp tròn nó to. Dài. Đấy. Thế là đã xong một cây.
xén bằng hình thức xén bằng kéo to, nó rất là nhanh. Và cũng xin lưu ý cho các bạn là trước khi xén, các bạn lưu ý là xén phải đầu nó phải bằng, không bị dập nhá các bạn nhé. Các bạn xén lên xén dứt khoát thì nó sẽ không bị dập, bởi vì dòng kéo to này các bạn mà không biết xén là nó sẽ hay bị dập cành nhá. Thì cái đào nhà mình này cũng không phải là đào to mà cũng không phải là đào nhỏ, nó gọi là đào bình, gọi là trung bình đấy. Cho nên là mình xén hôm nay nó cũng vào tầm 19-20 tháng 6 âm lịch. Còn nếu các bạn mà đào nó gọi là đào 51, 52 đấy thì các bạn là nên để tầm khoảng cuối tháng, nếu mà do nếu mà đào bích. Còn nếu mà đào phai thì các bạn nên để tầm khoảng mùng 5, mùng 10 sang mùng 5, mùng 10 tháng 7 đấy. Còn nếu mà đào bích gốc to đấy, gọi là gốc to cổ thụ, gốc đào rừng ghép đấy, thì các bạn nên xén sớm. Thì ở đây nhà mình này, các nhà vườn đã cũng xén sớm rồi, bởi vì dòng cây đấy nó yếu, các bạn là nên xén sớm để cho được cây nó khỏe nhé. Hình thức hôm nay mình chia sẻ với các bạn là cách xén dăm đào lần cuối cho những vườn đào gọi là tầm trung. Thì các bạn nào mà thấy chỗ nào chưa hiểu hay cần hỏi thêm gì thì cứ bình luận bên dưới, mình sẽ trực tiếp trả lời. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.